Bạn gái tôi bắt đầu phát hiện ra những sợi lông trắng trong miệng cô ấy. Cô ấy đã chết cách đây 3 giờ đồng hồ. Ngồi trước màn hình máy tính, co ro trong một góc của căn hộ, tôi vẫn không thể tin được rằng mình đang viết thư này. Đây không phải là sự thật. Mọi thứ ở đây đều không phải là sự thật. Một tuần trước, chúng tôi cùng nhau đi nghỉ. Còn hiện giờ, giờ tôi buộc phải làm rõ mọi chuyện. Đó là điều quan trọng nhất. Tôi phải làm rõ mọi chuyện, bằng không sẽ không ai tin lời tôi nói. Mẹ kiếp, ngay cả tôi cũng không tin vào chính bản thân mình. Cho dù tôi đã tận mắt trông thấy điều đó, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, tôi vẫn tự nhủ rằng đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, mơ hồ do áp lực về căn bệnh của bạn gái tôi. Không phải như vậy, tôi biết là không phải. Và nếu như tôi không nhanh chóng ghi lại những điều này, tôi sẽ quên hết mất. Poppy bắt đầu phát hiện ra chúng một ngày sau khi chúng tôi trở về từ kỳ nghỉ ở Myanmar. Đó là chuyến đi đầu tiên của chúng tôi. Tôi và Poppy hẹn hò được 3 năm và chúng tôi chính thức ở với nhau từ mùa hè năm ngoái. Kể từ đó, chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến đi này. Giờ nhìn lại, tôi cảm tưởng chuyến đi ấy như dành cho một người khác vậy. Một cặp đôi nào đó khác. Chúng tôi đã tới thăm đền Bagan, ngắm cảnh tại Yangon và thậm chí còn cùng nhau tắm sau một vài ly cocktail. Điều tôi thích nhất là những lần đi bộ đường dài. Chúng tôi cùng một nhóm thăm thú qua rất nhiều làng mạc và vùng nông thôn, khám phá những cánh đồng ớt và gừng. Chúng tôi cùng nhau ngủ dưới đêm sao. Tôi đoán chuỗi ngày như vậy đã thay đổi mối quan hệ của chúng tôi. Sau 2 tuần quấn quýt nồng cháy bên nhau, những cặp đôi khác bắt đầu rạn nứt. Nhưng tôi và Poppy lại không như vậy. Chuyến đi này lại càng kéo chúng tôi sát gần nhau. Nhưng một ngày sau khi chúng tôi trở về, mọi thứ đều thay đổi. Poppy bắt đầu tìm thấy những sợi tóc. Chúng ở đó mỗi khi cô ấy thức dậy. Tôi vẫn nhớ như in vào buổi sáng đầu tiên khi cô ấy nói với tôi chuyện này. Hôm đó, chúng tôi đều phải đi làm. Tôi phát hiện ra Poppy đứng gần người trong phòng tắm, bên cạnh bồn rửa, chăm chăm nhìn vào gương. Tôi hỏi, chúng ta sẽ lỡ tàu nếu không sẵn sàng trong 10 phút nữa. Poppy choàng tỉnh, cô nhìn tôi trong gương. Poppy khẽ nhíu mày, và tôi nghĩ rằng cô ấy không để ý lời nói của mình. Rồi đột nhiên Poppy chìa tay ra, miệng lẩm bẩm, thật kỳ lạ. 3 sợi lông trắng nằm gọn trong lòng bàn tay Poppy. Chúng không quá dài, cỡ chừng 2 phân, hơi xoăn. Cha mẹ tôi từng nuôi một chú Red Russell trắng. Đám lông trên tay Poppy khiến tôi nhớ lại những sợi lông mà nó để lại mỗi lần tôi tới thăm. Cái gì vậy? Em làm mạch nha hả? Tôi nghĩ đây chỉ là một trò đùa, nhưng vẻ mặt của Poppy lại vô cùng nghiêm trọng. Cô ấy lướt mắt từ mái tóc của tôi xuống tới đám lông trên tay mình, rồi lại ngẩng lên chằm chằm nhìn vào mặt tôi, nghiêm túc nói, chuyện này có thể rất kinh khủng, nhưng em cũng không biết tại sao lại như vậy. Poppy quay lại nhìn vào gương. Em tìm thấy chúng trong miệng của mình. Khi mới dậy, em cảm thấy có gì đó vương víu và đi kiểm tra. Thật kinh tởm, cứ như thể có một sợi tóc mắc ở trong khi anh đang ăn vậy. Poppy nhăn mặt, anh nghĩ chúng từ đâu mà có? Tôi liếc nhìn đồng hồ. Anh không biết, rất có thể là do chiếc áo len xám của em. Ai biết được, dù sao thì chúng ta cần phải khẩn trương lên. Poppy nghiêng người về phía trước, mở vòi. Cô ấy giơ tay ra và nhìn những sợi lông đang trôi khỏi lòng bàn tay, chảy xuống ống thoát nước. Poppy liên tục lẩm bẩm, tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài từ. Chiếc áo đó vẫn đang ở trong tủ quần áo. Em đã không mặc nó hơn 1 năm rồi, cô ấy nói. Khi viết những dòng này, tôi tự cảm thấy chán ghét bản thân. Tôi tự trách mình vì đã không để ý tới Poppy. Kể từ hôm đó, mọi thứ diễn ra nhanh một cách chóng mặt. Và thực sự, tôi thậm chí còn không biết rằng mình có thể ngăn được nó hay không nữa. Nhưng đáng nhẽ ra, lúc đó tôi phải thử. Đáng nhẽ tôi phải đưa cô ấy đến gặp bác sĩ. Nếu không phải sau buổi sáng hôm đó, thì ít nhất là sau khi cô ấy bắt đầu có những triệu chứng khác. Ngày hôm sau, Poppy nổi cơn đau bụng. Cô ấy cũng không còn nhắc đến những sợi lông kia nữa.
Y nhân không phải vào sáng hôm ấy. Khi tôi tới để đánh thức cô ấy đi làm, Poppy nói rằng mình sẽ nghỉ, rằng suốt đêm hôm qua cô đau nhói ở bụng, cô gần như thức trắng. Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán Poppy và dặn dò cô ấy nghỉ ngơi giữ sức, rằng có thể là do món gà chúng tôi đã ăn tối qua, hoặc là đau dạ dày, rằng cô ấy nên ngủ thêm chút nữa rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng sự việc không hề có tiến triển tốt đẹp. Tôi trở về nhà sau 9 giờ làm việc đằng đẵng, mắt cay xè vì mệt mỏi. Poppy vẫn nằm trên giường. Cô ấy khẽ rên rỉ khi thấy tôi vào phòng, nhưng không hề mở mắt. Sáng hôm sau, tôi thức dậy và thấy Poppy đang ngồi trên giường bên cạnh tôi, đôi mắt cô nhắm hờ mệt mỏi. Em không hiểu, giọng cô ấy thều thào và yếu ớt. Poppy nhìn chằm chằm bàn tay đang khum lại trước mặt, cau mày. Lại là đám lông chết tiệt đó, đám lông trắng đó. Poppy quay lại nhìn tôi đang xếp bằng bên cạnh, và lần đầu tiên trong đời tôi thấy được sự bối rối trên gương mặt Poppy, một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tôi lẩm bẩm trả lời vài câu, nhưng cô ấy lập tức cắt lời. Cả hôm qua cũng có. Khi nghe thấy tiếng chuông báo thức của anh, em lờ mờ tỉnh giấc và thấy chúng ở đó. Ba sợi lông nhỏ trên lưỡi của mình và một sợi mắc ở răng hàm em. Cô dùng mình nói, thật vô lý. Trước khi tôi kịp mở lời, cô ấy lại rên rỉ, mắt nhắm nghiền và ôm chặt lấy bụng. Tôi đặt tay mình lên tay cô, an ủi và kiên nhẫn chờ đợi cơn đau qua đi. Một vài giây sau, Poppy ưỡn thẳng người, quay lại nhìn tôi. Không đỡ hơn sao? Một câu hỏi ngu ngốc, hiển nhiên, nhưng đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới. Poppy cau mày. Đêm qua em có ngủ được chút ít, nhưng khi thức dậy, cơn đau lại tiếp tục dày vò, đau quặn từng cơn, nhưng vẫn không hề dứt. Trước khi đi làm, chúng tôi quyết định sẽ đặt lịch hẹn với bác sĩ cho Poppy. Sau đó, tôi ngồi vào bàn làm việc trong một buổi chiều dài lê thê. Tôi đã lên mạng tra cứu vài thứ, các triệu chứng, Trung tâm Sức khỏe Quốc gia, hay thậm chí cả WebMD, đều không có tác dụng. Có quá nhiều nguyên nhân dẫn tới triệu chứng này, từ những căn bệnh liên quan đến đường tiêu hóa thông thường, cho đến những loại bệnh mà tôi không thèm tính đến. Và khi tôi tra lông trắng, màn hình trống không. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí tôi lúc đó, điều mà tôi không muốn để tâm tới, nhưng cũng không thể bỏ qua, chính là chuyến đi tới Myanmar của hai chúng tôi. Bạn đã từng nghe về điều này rồi đúng không? Nhưng du khách trở về và mắc phải những căn bệnh kỳ quái, người ta bỏ qua một vết cắn nhỏ hoặc một vết côn trùng đốt, cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã nói chuyện với hướng dẫn viên của mình về những việc tương tự. Anh ta tên Khin. Chúng tôi đã dành một đêm để nói chuyện và hút thuốc. Cuộc trò chuyện đơn thuần bắt đầu từ công việc của anh ta, rồi chuyển sang lĩnh vực du lịch trong khu vực và cả về những điều ngớ ngẩn mà anh ta từng chứng kiến. Còn một số người, bọn họ không hề có khái niệm về sự tôn trọng. Khi nói, tôi vẫn nhớ được cảnh điếu thuốc lá của anh ta sáng lên trong đêm và những vệt khói trôi theo hình bóng anh ấy. Họ không hiểu về những phép lịch sự tối thiểu hoặc khu vực đó có thể rất nguy hiểm. Bọn họ cưng nựng đám chó hoang và chụp ảnh với những con rắn. Anh ta cười lớn, hàm răng sáng lóe lên trong bóng tối. Thực sự đã có một người phụ nữ làm những điều tương tự. Trên đường đi, chúng tôi gặp một con rắn độc vô cùng nguy hiểm, và cô ta muốn tôi chụp cho cô ấy một tấm hình với con rắn đó. Tôi cười khẩy, cậu không đùa đấy chứ? Khin gật đầu. Chúng tôi luôn gặp những người như thế, và đám đồng nghiệp của tôi mỗi lần thấy cảnh này đều bất chấp rủi ro mà thực hiện. Tới gần đám động vật hoang dã, tới những cái hồ mà đáng nhẽ ra họ không được bơi, đi vào những con đường bị cấm. Tâm trí tôi chợt hiện lên hình ảnh tôi và Poppy ngâm mình dưới hồ nước ở Myanmar. Cảm giác tội lỗi ập đến trong lòng tôi. Tôi không đáp lời Khin. Lúc nào cũng vậy, và bọn họ không biết lường trước được những nguy hiểm. Khin tiếp lời, những mối nguy hiểm tiềm ẩn, cậu có thể bị cắn bởi một con chó hoang, bệnh dại, rắn độc, sau đó nhện đẻ trứng ở vết đứt đó. Ký sinh trùng trong nước. Ở đất nước tôi, tất cả những thứ đó đều cần đến du lịch. Và thật sự là, nói như nào nhỉ,
như một con dao có hai lưỡi vậy, có cả mặt xấu và mặt tốt. Khiên dừng lại một hồi và rút một điếu thuốc ra. Một số người khác, bọn họ không tôn trọng vùng đất mình đang đặt chân lên. Họ không hiểu rằng đó là khu vực linh thiêng, nơi có những cổ vật rất lâu đời, bọn họ không nên xáo trộn. Hôm đó, sau khi trở về, tình trạng của Poppy lại càng thêm tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Cô ấy thậm chí còn không thể cất giọng và từ chối món súp tôi làm cho cô. Hơi thở của cô ấy có mùi như đồ ôi thiêu, giống như mùi thịt đã bị bỏ bên ngoài quá lâu. Điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ được là Poppy sẽ tới gặp bác sĩ vào chiều ngày hôm sau. Thú thực rằng ý nghĩ đó đã khiến tôi cảm thấy an tâm phần nào. Vài giờ sau đó, tôi lên giường, cô ấy đã ngủ say. Có điều gì đó đánh thức tôi trong đêm. Một tiếng động, tiếng sột soạt khe khẽ hiện ra trong giấc mơ của tôi. Tôi khó khăn tỉnh giấc như một vận động viên bơi lội đang lê bước trên mặt nước. Căn phòng tối om và thoạt đầu tôi còn gà gà say ngủ. Tiếng sột soạt đó vẫn tiếp tục, và phải mất một lúc tôi mới nhận ra rằng mình đã tỉnh. Một tiếng động nhẹ, có vẻ rất gần. Một trong những ngôi nhà tôi từng sống thời sinh viên từng bị chuột phá hoại, và đây là điều đầu tiên tôi nghĩ tới. Những dấu chân tì hòn lộn nhộn trên tường, cũng có thể là dưới sàn, nhưng không phải vậy. Âm thanh đó rất nhẹ, nếu không phát ra từ những bức tường, nó gần hơn thế. Một lúc sau, âm thanh đó ngừng lại. Tôi mở trừng mắt trong bóng tối, căng tai nghe ngóng, nhưng vẫn không thấy gì. Căn phòng lại chìm trong im lặng. Tôi chợt nhìn thấy có thứ gì đó chuyển động ở phía Poppy. Tôi cứng họng. Đầu cô ấy có vẻ bất thường. Điều đầu tiên vụt qua tâm trí tôi là chằm chằm nhìn hình bóng Poppy. Trông cô ấy thật kỳ lạ. Trong bóng đêm dày đặc, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra một vài đường nét của cô ấy, nhưng rõ ràng là phần đầu của Poppy nổi lên những cục kỳ quái, như thể có một màu xương thừa đang mọc lên từ miệng cô ấy vậy. Tôi nhắm nghiền mắt, cố gắng ép mình ngủ, và vừa mới nhắm mắt, hai điều kỳ quái cùng lúc xảy ra. Poppy bắt đầu cựa quậy, và một tiếng rên khẽ, nhẹ, the thé phát ra từ phía cô ấy. Sau đó Poppy khụ khụ ho, và một thứ gì đó bắn ra. Hơi thở của cô ấy dần trở nên gấp gáp. Poppy ho thêm vài tiếng nữa. Tôi nín thở. Tôi chợt nghĩ rằng cô ấy bị nghẹt thở khi ngủ. Cổ họng khàn đặc đờm, và những sợi lông trắng li ti mà cô ấy vừa lấy ra khỏi miệng. Nhưng vài giây sau, cơn ho dịu dần. Âm thanh duy nhất tôi có thể nghe thấy là tiếng thở đều của Poppy. Đêm qua, chuyện hôm qua giờ đã xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng nó vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi. Chưa tới 24 giờ, chưa đầy một ngày, cuộc đời tôi đã bị xé toạc. Tôi cần phải viết nhanh hơn nữa. Tôi buộc phải làm rõ mọi chuyện. Nếu tôi chần chừ hoặc suy nghĩ quá nhiều, tôi biết rằng mình sẽ mất bình tĩnh. Sáng hôm nay, tôi vẫn đi làm như thường lệ, chỉ nói câu đó thôi, cũng khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Nhưng tôi quả thực đã làm như vậy. Tôi đã không gọi đến bệnh viện hoặc đưa Poppy tới phòng cấp cứu. Tôi đã không làm điều mà mình đáng ra phải làm. Tôi chỉ thức dậy, thay đồ và bước ra khỏi nhà như mọi ngày. Tôi có thể biện minh rằng đó là bởi cuộc hẹn với bác sĩ của Poppy, rằng nó sắp tới rồi, và rằng cô ấy đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi tôi hôn tạm biệt cô. Nhưng những điều đó không thể khiến tôi khá hơn. Tôi biết chắc rằng bản thân lúc đó đã cảm nhận được điều bất thường, một điều vô cùng nghiêm trọng, nhưng phần còn lại của con người tôi không muốn thừa nhận nó. Cảm giác đó vẫn không buông tha tôi. Hàng giờ đã trôi qua ở công ty, nhưng tôi vẫn không nhận được tin từ Poppy. Nỗi lo lại càng lớn. Tôi tự trấn an bản thân rằng cô ấy vẫn đang ngủ, rằng cô ấy còn đang bận bịu thăm khám. Nhưng điều đó chẳng ích gì. Tiếng chuông tan làm vừa điểm, tôi vội vã rời văn phòng, học tốc chạy về nhà. Vừa mới tới cửa trước, tôi đã cảm nhận được điều gì đó bất thường. Thậm chí trước đó, tôi còn nghe được tiếng ho khan của Poppy vọng xuống hành lang bên ngoài căn hộ. Nó tệ hơn đêm hôm trước, tệ hơn rất nhiều. Tôi không biết liệu có phải là tiếng vọng ra từ hành lang hay không,
nhưng với tôi nó chẳng giống tiếng người. Tôi lần mò chìa khóa và bước vào phòng, rồi loạng choạng đi dọc hành lang tới phòng tắm, nơi phát ra âm thanh. Poppy đang quỳ trước bồn vệ sinh, hai tay giữ chặt miệng bồn cầu, mái tóc rũ rượi trên khuôn mặt như một lớp rèm đen đẫm mồ hôi. Cô ấy ho sù sụ, toàn bộ cơ thể run lên theo từng tiếng ho. Em yêu à? Anh... Cô ấy quay nửa mặt sang khi nghe thấy giọng nói của tôi. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Poppy, tôi cứng họng không nói nên lời. Làn da cô ấy lấm tấm mồ hôi, nhưng đường gân trên cổ nổi rõ như những sợi dây thừng. Một vài lọn tóc bết vào trán, che khuất một nửa đôi mắt đỏ ngầu của cô. Đôi mắt đó, ánh mắt mệt mỏi đó đã hằn sâu vào tâm trí tôi. Poppy mở miệng và tôi kinh hãi nhìn chằm chằm vào vệt máu đang chảy ra một bên mép. Một tiếng rên khàn đặc phát ra từ sâu trong cổ họng cô ấy, một âm thanh đầy đau đớn và hoảng sợ. Poppy gục xuống, hai bàn tay trượt khỏi bồn cầu và cô ấy ngã xuống nền nhà. Toàn thân cô ấy giật nảy lên, mặt cô nghiêng về phía tôi, miệng mở. Và đúng lúc đó, tôi thấy một thứ gì đó sâu trong cổ họng Poppy. Nó đang chuyển động, một thứ khủng khiếp nào đó đang quằn quại trong... Tôi sẽ không bao giờ quên được những gì mình đã thấy trong cổ họng Poppy. Không bao giờ. Giờ nhắm mắt lại, tôi vẫn nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Một cơn ác mộng với hàng loạt hình ảnh cứ thế hiện ra, dường như bị mắc kẹt trong một bộ phim kinh dị. Nó nhỏ cơ một con chuột, nhưng đó là thứ duy nhất tôi có thể nhận diện được. Nó có chân, như cây chân khủng khiếp ấy, giống như một con cua hơn là một loài gặm nhấm. Đám chân đó không ngừng động đậy và quằn quại. Toàn bộ những thứ vừa rồi cũng đã đủ kinh khủng rồi, nhưng đó vẫn không phải là điều khủng khiếp nhất. Thứ đáng sợ nhất chính là gương mặt của sinh vật kia. Nó giống như một khối thịt nát vụn, một khối u ghê tởm với ba con mắt đen bóng không chớp. Sinh vật đó kêu lên một âm thanh the thé đến chói tai, khiến tôi sởn gai ốc. Đám chân ấy cuối cùng cùng lôi được cơ thể đồ sộ kia khỏi miệng của Poppy, bò tới sàn phòng tắm. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một con rắn di chuyển chưa? Nhìn thì có vẻ chậm, nhưng thực chất chúng đi rất nhanh. Thứ đó lướt thẳng đến chỗ tôi, cơ thể tôi co lại theo phản xạ. Sau đó, nó, một sinh vật màu trắng nhợn, bò lên rèm cửa rồi biến mất. Nó đi qua khung cửa sổ đóng hờ và mất dạng trong màn đêm. Tôi không hề nhớ rằng mình đã gọi cấp cứu, nhưng tôi dám chắc rằng mình đã làm như vậy. Bởi tôi nhớ rằng đã có một nhân viên y tế nắm lấy tay tôi. Lúc đó, tôi ngồi bên cạnh Poppy, nói chuyện và vuốt ve cô ấy. Tôi không hề để ý rằng bọn họ đã đi vào. Có lẽ Poppy đã chết. Cô ấy không động đậy trong suốt một thời gian dài và làn da cô ấy buốt lạnh. Nhưng chuyện xảy ra sau đó tôi cũng không nhớ rõ. Nhưng chắc chắn rằng có một nhân viên y tế dẫn tôi tới phòng khách bệnh viện và rồi hỏi tôi thứ gì đó. Tôi đoán rằng mình đã trả lời một vài điều, nhưng quả thực tôi không nhớ rõ nội dung là gì. Điều duy nhất hiện lên trong đầu óc tôi lúc đó là tôi khăng khăng từ chối đi cùng họ và họ đã rời đi. Tôi nói rằng mình sẽ theo sau, nhưng thậm chí còn không biết rằng bọn họ sẽ đi đâu. Có thể tôi đã hét lên với anh nhân viên đó. Một thời gian sau, khi họ rời đi, trước khi tôi viết toàn bộ thứ này, tôi chỉ ngồi đó chằm chằm nhìn vào hư không, nghi ngợi, nghĩ về những việc đáng nhẽ ra tôi phải làm mà đã không làm, nghĩ về thứ đã lớn lên trong bụng của Poppy, nghĩ về lần nói chuyện với Khin, một điều mà tưởng như đã xảy ra từ rất lâu rồi. Khi anh ta kể cho tôi về những câu chuyện xa xưa trên thế giới này, về những điều không nên bị xáo trộn, tôi cần phải đi sớm. Tôi cần phải gọi điện thoại thông báo với mọi người về Poppy và đi theo đám nhân viên y tế đó. Tôi không chắc là mình có thể làm điều này. Đó mới là vấn đề. Tôi không chắc là mình dám rời khỏi căn gác xếp này. Một phần trong tôi muốn bước ra khỏi cánh cửa kia và không bao giờ quay trở lại. Nhưng phần còn lại, cũng lớn không kém,
lại muốn tiếp tục suy nghĩ về màn đêm đen bên ngoài cửa sổ. Màn đêm đen mà sinh vật màu trắng kia biến mất. Sinh vật màu trắng di chuyển nhanh nhẹn kia có lẽ đang ở đâu đó ngoài kia. Có thể nó đang ẩn nấp dưới cống rãnh hoặc chui vào một vết nứt nào đó trên tường và chờ đợi. Kết thúc câu chuyện, các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những câu chuyện tiếp theo nhé.